là Long đang ở bên nhà anh Soka các bạn. Lâu quá không qua đây chơi. Nhà anh Sò xây cũng sắp gần hoàn thành rồi các bạn. Tiếng già qua đi phụ để hồ cho mấy ông thợ xây các bạn. Và cụ Nguyễn thì nay có cụ Nguyễn qua chơi nữa. Mấy này mình đang đốt nướng trái sake các bạn. Trái sake đốt nướng ăn rồi cái muối ăn rất là ngon bạn, bùi bùi với béo ngon lắm. Để cho nó cháy bùi từ từ xuống á. Cái sầu cái đeo này không muối heo không nữa. Rồi cái trái đi ngồi hãy đưa vô từ từ. Nếu như mình đốt cháy quá cái hết tuổi rồi. Nóng nè. Biến quầy. Rồi có một con gà nữa các bạn. Mình hỏi bên nhà anh ba bên nhà đó. Xíu nữa. Nướng luôn. Ừ, chín không? Bên em mình khui đó các bạn. Thử chín không? Chín vô nướng. Đặt dính văn dao dơ không? Thôi tao cao rồi, tao bắn bia rồi bạn. Bắn hồi vô nhà anh hai luôn à. Chung viên đi. Bắn hồi vô nhà. Để con gà kìa. Con gà đâu, đừng bắn gà đâu, bắn vô chai nha. Nhưng chưa chín quá cơ. Chín rồi. Đúng rồi. Bả đi ra ra, đừng không có cho mấy con full mà. Đó. Chưa ba ơi. Lên trên rồi đó. Chưa chín tới không? Thấy viên đạn lên trên rồi. Chín rồi nó lột, nó lột vỏ luôn à. Full dễ muốn chết luôn. Cài khỏi bỏ cùi ấy ra, vừa bọc cùi ăn cùi bỏ. Xíu à. Ừ, tập mới về bắn ít chút phải chục bộ rồi chứ mới vô bắn là trúng sao trúng được. Rồi. Trời ơi, ghê vậy. Nổ rung rinh tôi luôn nè. 10 bộ. Đánh kìa. Ủa, trời. Thằng đâu em bắn tới đâu bảo đảm. Tới. Em bấm gì đạn nó cắm xuống đất mà. Em bấm buông cái nó cắm tới cây cao à, nó làm gì tới chùm đó. Nơi vậy. Chưa chín rồi nha. Tại bắn full, bắn kêu mà này mới qua à. Mà mới qua cũng cả đến rồi gì nữa. Ngồi đề qua ra. Giờ đầu cứng vậy hả buồn. Full mà. Ừ, má đạn ghê ghê không. Má nó mạnh thì cũng nổi luôn. Full mình bắn cái vừa cũng được. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thấy không, em mới bắn mấy gì ghê vừa. Full mình bắn ra ngoài 100m khỏe không? Khỏe. Chưa. Bữa nay em được bao nhiêu kia. Full đủ bắn bay 200m luôn. Hết đạn. Tay hơi run nghe. Tay còn chưa cứng rồi. Tay chưa cứng rồi. Từ quấn dài ngày xong rồi mới quá. Bên này mình bánh bánh lá chấm đồ mờ trước. Hôm ba ngủ nhà hả? Ngủ thằng nắng á. Ngủ mới dậy hả anh bà? Ngủ quá hôm đi lấy vợ người ta. Ừ, gã chứ rồi. Vậy giờ nào rồi? Trời ơi. Ba nói gì kỳ quá. Ngọt. Bớt. Trời ơi, đóng khói. Xài dữ vậy. Qua đời đóng khó rồi. Dịu chưa? Anh kéo chưa hết hung á. Sao không đặt cái tay ngược lại? Gì nè? Vậy sáng dây không thưởng gì đâu. Mọi người một cái bắn khác nhau, cái máy thoải mái bắn được rồi. Không được. Không quen. Anh ba bắn tay má nghe vậy.
Trời. Một viên vô chạc thôi. Dám là một vô chạc ơi. Em không biết nghe anh rồi, em không biết. Chạc này nó bấy rồi mới dám đưa mà. Trời nghe luôn anh ba. Tao chỉ bắn cảm giác thôi chứ đâu. Khóc phét luôn. Em không biết gì nghe anh được. Nó hai viên. Hai viên vô chạc thôi. Không à. Dưới đó ba vô chạc nào. Kéo. Trời ơi, đập chạc đá từ cái đá của người ta rồi. Đạn xuống, đạn ở dưới. Giờ báo thua rồi. Đạn dưới. Trời vô chạc nữa rồi. Đạn tạt qua bên phải quá. Xíu nữa, qua bên trái. Chỉnh về, lết. Cái gì vậy? Đạn chống xét bảo hành tới bảo hành tới 12 tháng nha anh em. Đây có cây chọc sim nữa nè. Có chọc sim nữa. Ở nè, nhỏ. Đạn dưới. Cô có nhiêu vòng quấn gì dữ vậy? Trời ơi, quấn 8 vòng 9 vòng được rồi. Em quấn kéo dài rồi chứ em không quấn chồng lên. Nó mới ra dài vậy á. Thì quấn kéo dài ra thôi, đâu còn thương thứ gì dài lên chồng lên cũng được 8 9 vòng là được rồi. Cái lên mua luôn 24. Cái hàng mà đốt á. Đốt cái dùi vô là đi dương cái nã. Cái nã bẫy tao mới dám bắn thì thường mới nã mới đưa tao không dám bắn tới má rồi. Đụ tao bắn tới má là chát. Mà tới má là bắn mỗi cái luôn á, chát nã anh ơi. Hi. Hả? Giờ mới quay nè. Giờ mới quay à? Ờ. Giờ cái nách lên em đấm rồi. Đây nè. Giờ nách lên em đấm rồi. Buộc bờ sườn á. Giờ giả sử. Thôi anh Tứ. Thôi gì thôi. Đó đúng rồi. Thôi anh Tứ, đừng có né. Chứ được con cũ con tay. Tôi muốn em thấy nó có khác một bên vậy. Hãy nó nám đi chứ không sao chứ. Chính này đã lâu rồi. Bắn rồi chứ nét. Mười dao ơi. Tập bắn rồi tập không ép giờ nó quay đâu. Mười dao ấy rồi. Hả? Mười dao đó. Không có đem theo. Trời, diễn vô vậy. Không có đem. Mượn kìa. Resize đúng. Vũ. Dao nó bỏ đây đâu vậy? Resize kìa. Kia đẹp hơn, kia màu xanh. Ok các bạn. Cái dao nó bự hơn cái dao này. Hơn cũng mới tới kia mới đủ ăn chứ không vô đây ăn sao đủ ăn. Đồng quá. Siêu mi. Cái này là gì em có biết này là gì luôn? Có gì có vỏ hàng vô trên về em quay quảng cáo sản phẩm không? Ờ cái này là gì em có biết này là gì luôn? Ừ, xe câu, xe chỉ câu rồi đó. Ừ ha. Cái này xe chỉ câu rồi anh ba. Thì biết rồi đó. Ba này móc tôi xe chỉ câu luôn nè. Ăn kiểu nào làm sao á? Thì bắt ra ăn thôi. Là vuốt gì nè? Ăn khét bọn trong. Ăn khét bọn trong chục không? Cái này các bạn. Tới chị kỳ nướng các bạn. Chữ heo vừa bên tay phải một tí. Hai ly. Em tập tắn bà báo là dạy học thêm học sinh nữa. Ngốc chưa? Sao canh cái chuẩn dữ vậy? Sao canh cái chuẩn quá vậy? Hai cái nữa. Hai cái lợt chữ heo hai ly là bắn mỗi cái. Chữ heo y chang gì là bắn mỗi cái. Xích lên, các bên nè. Nhưng mà có cái nó hơi ăn lên. Tao đó tao tập, tao ra cây mũ, tao bắn cái mũ mà. Bắn lát cưa lấy đạn rồi. Lát về mình phải một xíu, một xíu thôi. Cái gì vậy? Cái gì đó nó cũng ăn bên trái không ạ, à? Lát về mình phải một xíu. Cái này ngon không? Bơ béo. Bơ bùi. Chẩn luôn chứ. Cái đó luôn ta. Lấy cái chai qua đó coi. Bây giờ đứng góc này phải không? Canh cái chai á mà canh xéo đây tới cây dừa. Không? Đó. Nó là cái này luôn. Canh xéo đây. Nướng gì nhau thôi. Nó. Chiên hả? Ừ. Nó thấy chai thì nó đứng cái đầu rồi. Nó càng khó hơn kìa. Ăn hả? Mê cái dao ngồi kìa mê. Hiền tú. Nói gớt xuống rồi kìa. Thì chúng nó mới gớt đó. Bắn gì trời bắn cốc cốc. Làm hai nữa. Cho gớt luôn. Bắn cái khác kia luôn. Bắn cái kia luôn. Cái kia hơi khó. Chỉ một ngày rồi nó hết đi bắn. Cái kia hơi khó. Còn bắn. Cậu hai dưới. Còn gì nữa đâu bắn. Cậu hai. Trời ơi đi giờ đi vòng không có gì hết trơn. Nãy quýt xong bỏ vô. Có nằm đi lấy chuối. Bé xe. Cái xương chưa lạnh.
Ngày ngắn chưa? Nhiều bữa đi ngang chỗ đầu đường anh bẻ ăn. Đâu anh? Chào chảo. Cái đầu đường nãy nó bé như này. Nhóc. Em với Cường nó xin bà kia. Ngay chỗ nhà anh đó, cái đầu đường vô đó. Bà đi. Vô chút xíu gặp rồi. Mày bay đi. Đậu đậu chứ. Hứa này. Em với Cường đi gặp xin chị kia. Bằng đi, bảo đảm không chứ. Được rồi. Vậy. Đúng không? Tập trung vô. Bắn một cái là xé làm hai luôn đó. Mày canh chỗ nào tôi chỉ. Để cho mở ra. Sao? Thường là đệ tử của anh Ba Báo là hay bị đập chạc. Ổ bóm này là tư xếp quá hả tư? Cụ thùng lại vậy. Ừ. Đúng rồi, tại vì cái ná nó không cụ lại là. Bây giờ hết rồi. Hàng hỏi về mấy chị bán. Rỡ gì nè. Còn bắt gì mới có còn ăn chứ gãy gì xúc của ta thấy chưa gãy cầm lên thành lên chấm tôi gãy đất nữa kìa nè thấy không ra ừ thì luôn ăn cái cùi luôn được bình thường chạy bên đây hay chạy bên kia giữa giữa không nhưng mà thằng trái người ta phải thiếu không nửa xíu người ta bỏ người ta phải kìa. Cái tươi luôn. Này Long thì giới thiệu. Giới thiệu cho bạn món ăn rất là đặc biệt. Cái sake nướng nha. Anh em thì thử nướng ăn đi. Nướng nó đen trái vậy nè. Ăn ngon cực kỳ luôn. Béo lắm. Nó bùi bùi đã lắm mà. Gọi chai đâu rồi? Này giống như khoai lang mình đúng không? Ngon khoai lang. Thơm ghê luôn. Thơm. Nghe mùi gì? Mùi sake nướng. Mấy ngon. Mấy giống khoai lang luôn. Ăn như muối sinh tồn. Xem. Xuống dưới xem. Ăn nhiều lên đằng hồi đừng ăn gà. Không. Gà tre ta không gì. Không. Ăn gà tre được. Ăn. Nãy cùi, nhục đi. Wow. Rồi, anh gỡ ra. Anh gỡ ra. Nè, về nhà ta đó. Thơm á. Hai Giang. Chú mà không nghe chị nghe. Chia ngọt cái bụi. Cảm ơn. Hôm nay cái này. Tại ngon nhất là cái này không em. Dạ dưới anh ơi. Nhóm cái này chưa già không? Chưa già. Trái nãy anh đưa em rồi. Trong đó đó. Mấy trái này tới nhỏ mà. Nó hai cái ba cái trong đó đây nó bự. Ồ, mấy cái bự vậy. Ủa đây hay vậy. Cá không có hai. Ờ nó mối nó gà. Nãy giờ câu dưới vậy ạ. Đâu. Cua sấy về nãy giờ không dưới gỉnh. Qua đây. Hôm qua nay cua xanh nó về mà. Bơ tấn mà. Không, bơ đâu bán, bơ câu cá. Cua xanh. Chín rồi. Cái này nó tìm hết. À dạ. Đừng có dục vô cái cây nghe. Cái này là con gà tre. Ba báo. Bên nhà ba báo mình ok rồi. Được rồi. Ê, sao còn vậy? Ừ. Đó, cái màu thấy rồi. Nó còn đỏ đỏ nghe. Nè. Chín rồi. Gà treo lấy hơi. Này nè, anh đùi cho em vậy. Hai, ba. Vô. Không nóng lắm thấy từ từ. Chín rồi anh em. Vô. Đi. Anh giật ra. Cho nó ăn đây. Đưa cây vô. Bạn cầu thất bại anh em ơi. Chưa chín hả? Thất bại chưa chín. Thiều hang lên nữa. Hang đâu nữa thiều. Cái màu rồi, tôi biết rồi. Mà báo tự nhiên kéo cái đầu gà vô chứ vậy? À, con cá cần cổ. Biết đâu cái đó tư thừa hay gì mà. Nè, cái này cái mễ còn sống luôn. Long ơi, cần cổ còn sống nha. Đưa vô cắt cái cổ ra. Mà cứ mua hết vậy. Kéo. Không đủ lửa hả? Không, cũng nhà cũng vốn chết rồi. Anh cái mề chín chưa? Chưa, cái mề chưa chín luôn. Thấy cái màu là ta biết rồi. Cầm cây phủ. Rồi.
cho xui luôn đi tính. Bên đó, đó là nó. Rồi đậu cá. Muốn bệnh luôn. Rồi giống nhau rồi. Nhìn thấy cá. Chết chết. Ngay cái gùa chứ cái cậu ăn. Chính cái mà dẫn lại về. Để ngồi mình chỉ vũ á. Đừng có nó con gà con chín ngàn gì. Trời ơi xong. Chín nè các bạn. Hôm qua này mà hôm nay áp vô nó nóng dữ lắm. Rồi ăn đi anh em ơi, ăn đi. Ăn đi. Nè, ngày trưa lại chút xíu nữa. Gà nha mày, gà tre nướng. Ủa, nghe chưa? Nó khô luôn nên nó khô luôn nó mới ngon chứ. Ngon không ăn. Không ăn đâu Phong. Cái gì giống sáng quá. Sơn sáng gì. Gỡ cái gân đùi á ba ơi. Ba diễn tả như gớm chết. Mấy anh em mình ăn xong rồi cái mấy anh em mình đi thẳng ra ngoài đó đó bạn. Đó có cây dừa chính nhà của anh Hai Sầu. Mấy anh bê câu cá về không muốn nó có cu xanh gì đó ăn xíu nữa nó rịnh xíu nữa. Qua lông quan được. Không, không chơi. Ác. Ác kìa. Anh em. Thú này. Thú này. Trời ơi ngon gì đó. Chảy nước miếng nha. Nhìn em nè anh Long. Nhìn đâu hả? Thôi. Em cũng không thấy gì nó tội anh Long quá. Cắn á. Thái ăn kìa. Ăn quá nhỏ rồi. Mình theo á. Anh làm gì hả? Anh quay tôi hả? Tôi quay anh à? Đừng quay tôi quay anh á. Khô à. Khô gà khô mới ngọt. Vậy nướng nãy hơi lâu luôn rồi đó. Trời mưa không ta? Dạ mày. Mưa sao sáng? Đúng không? Sáng giờ vậy mà. Lấy cái cây này đưa cho ổng giùm con coi. Lâu lâu Cường qua rồi đẩy Cường gà tre. Túc 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 tá. Cứ đã dữ trời. Tại biểu cáo là mặn lâm thèm. Đời ngon. Ngon. Thấy ngon quá trời các bạn. Ngon. Ờ ok. Nè, ăn miếng đi của sao ăn. Sao ăn Lâm ơi. Ngon. Ăn đại đi. Gà tre. Không, không chơi. Cái này mang đi. Cái thèm quá. Gà 1,1 kg. Đó. Mà nó nóng quá trời luôn. Mà người ta lấy có 100 ngàn. Cái người ta bằng luôn, người ta tính là 120. Rẻ à. Nóng quá anh em ơi. Nè, nè anh còn luôn đi. Nóng quá, xé hết đồ rồi. Có 120. Ngon rồi luôn. Thấy thèm thiệt chứ. Ấm thèm trời, gà ta nướng. Con nghiệp. Tự nhiên còn đi con nắng cho nhỏ vậy hồi đâm em về luôn. Thôi bỏ bệnh. Cái gì? Định mẹ. Bỏ luôn, dục luôn. Trước mặt mà không được ăn. Cái nào thích lúc tiếp clip luôn anh em ơi. Nè quay tới đây thôi. Tiếng gà là mấy anh chị mày quay nữa đi, quay tiếp đi. Rồi. Quay chút xíu quá đi trời. Tôi làm cái gì gà. Thử bỏ. Thầy chín gà. Ông Vũ. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Anh em cảm ơn clip sau nha. Xíu gì bắn cua xanh thì quay tiếp thì nó quay tiếp với anh em các bạn xem nha. Nói chuyện chậm chậm thôi. Anh em nghe không có kịp.
Có gì anh em tua chậm lại nha. Có gì anh em tua chậm lại coi khúc lông nói nha anh em.